Ánh Nguyệt Cuộc Sống Hà Lan xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Thì sau những ngày Tết thì mọi người ăn bánh chưng, bánh tét, thịt kho, thịt đông, những món mà đầy đủ dưỡng chất đôi lúc thì lại quá thừa thải. Thì có thể là sau những ngày Tết như vậy thì mình sẽ trở lại với những cái bữa cơm đơn giản. Thì hôm nay á, mình cũng mời các cô chú, các anh chị và các bạn cùng vào bếp ăn làm món ăn đơn giản với mình nha. Buổi trưa bình thường á, mình ở nhà mình có gì mình ăn cái nấy, mình ít có nấu lắm. Thường là ví dụ như ngày hôm trước ăn còn cái gì thì ăn lại cho nó hết. Hoặc là mình hay có cái cơm gạo lứt để trong tủ lạnh á, mình hâm lại rồi mình luộc miếng rau mình ăn. Rồi ăn thêm mấy cái hột đậu mà người ta nói là tốt cho sức khỏe đó, như đậu ốc chó rồi hạt điều vậy đó. Mà bữa nay tự nhiên thèm một miếng đậu hũ chiên. Nên hôm nay sẽ nãy mình đi chợ đó, có mua miếng đậu hũ. Giờ chiên lên ăn với cơm gạo lứt. Mình chiên thì mình hay xài cái nồi nhỏ nhỏ và cho ít dầu thôi. Tại vì á, cái dầu mình ít có xài đi xài lại nhiều lần lắm mấy bạn. Lúc trước mình có mua cái nồi mà loại mà để chiên ngọc dầu á, mình mua cái loại nhỏ nhất á thì cũng phải đổ 3 lít dầu vô. Mà 3 lít dầu vô mà mình chiên một hai lần mà mình thay á thì mình thấy mình tiếc. Mà mình để mình chiên đi chiên lại hoài á thì mình cũng ngán ngẩm quá. Cho nên thôi, cái nồi đó mình cũng đem ra kinh lốt mình cho rồi. Mình cho ít dầu thôi. Mình chiên chịu khó, mình chiên từ từ, chia 2-3 đợt cũng được. Mình chiên cái nồi nhỏ như vậy, mình chậm như vậy để cho nó đỡ văng nước nè, đỡ văng dầu. Mình ăn nếu mà không có ai ở nhà đó, một mình á, mình ăn đơn giản lắm. Mình ăn nhân chay vậy đó. Mình ăn cơm gạo lứt, rồi mình luộc miếng rau, rồi mình rải thêm mấy cái hạt cái hạt mà người ta nói có nhiều cái chất béo omega gì đó, rồi ăn vậy thôi. Mình thấy ăn như vậy vừa khỏe vừa tiện. Mình ở nhà thì mình cứ tà tà mình làm vậy thôi, mình không có gấp gáp. Mà khi mà nấu một bữa cơm mà 2-3 món rồi vậy đó, có chồng có con ăn á, thì mình làm lẹ lắm. Mình làm vẹt vẹt, mình bật 2-3 bếp mình làm một lần luôn. Còn như có một mình á thì mình khỏe lắm. Mình ăn cái gì cũng được, mình dễ ăn lắm. Đó, thấy các bạn chiên là thấy ngon dễ sợ không? Mình nghe em mình nó kể ở bên Mỹ là người ta cũng chiên sẵn, người ta bán như giống như ở Việt Nam vậy đó. Chiên sẵn bán đã lắm. Bên đây không có đâu, bên đây là mình mua một miếng như vậy đó. Một miếng đậu hũ như vậy nè, để coi bao nhiêu gram. Một miếng như vậy là 500, là nửa ký đó. Là với cái giá là 2 đồng. Đó, bây giờ bên đây cái gì cũng có nha. Đậu hũ, đồ hiếp là có hết. Chỉ có là ngon hay không ngon thì mình, nhưng mà mình muốn ăn thì mình phải chịu thôi. Chứ giờ đi làm á, hồi lúc trước mình cũng làm đậu hũ với bạn, mình cũng xay đậu hũ, mình làm, mình vắt ra mình làm, nhưng mà thấy cực quá. Tại vì nếu mà mình ăn nhiều á thì không sao, mà mình ăn á nhiều khi mình chỉ ăn có một miếng à, cái mình ngưng cháy rồi nè. Mà mình làm ít thì không được, cũng bày máy, bày đồ ra, rồi vắt, rồi nấu. Thành ra giờ mình ít làm đậu hũ. Lúc trước á, cứ ngâm đậu nành, rồi làm miếng đậu hũ, rồi làm thêm sữa đậu nành, rồi vậy đó.
Tự nhiên bữa nay quên thấm nước á, quên thấm nước là nó măng vậy đó. Bữa nay tự nhiên mình thèm những món có đậu nành mấy bạn. Mình cũng đi mua sữa đậu nành về để nấu cái đậu hũ nước đường đó. Tí xíu mình cũng nấu nước cái món đó nha. Con mình á, mình với con mình lâu lâu á, hai má con lâu lâu thèm cái món đó. Anh xã mình không ăn, không thích ăn cái món đó lắm đâu. Mà mình với con mình, hai má con cứ lâu lâu mua một lít đậu nành nhá. Cái hộp một lít đó là làm được 4 chén là ăn. Lúc trước hay nấu cái món đó lắm. Cái món mà đậu hũ mà ăn với nước đường đó hay nấu lắm. Mà sau này cái ba cái vụ mà mình bớt đường nè, không ăn đường nhiều đó, thành ra mình cũng bớt nấu cái món đó. Lâu lâu thèm cái làm một lít thôi. Một lít là được mấy chén đó, là hai má con ăn hết là hết, chứ cũng không có làm nhiều. Làm nhiều rồi ăn tới ăn lui là vô đường nhiều lắm. Hôm qua mình bị cảnh sát chặn lại phạt vậy á, tới giờ vẫn còn buồn đó chứ. Buồn nhưng mà nghĩ cũng phải thôi. Ta nói tiên trách kỹ hậu trách nhân ha mấy bạn ha. Cái đó lỗi của mình mà chứ. Anh cảnh sát là anh tha được thì tha, tha không được thì thôi. Thì thôi, mình phải chấp nhận thôi. Cái đó lỗi của mình, thật sự. Đó mấy bạn coi nè, nó giòn cạnh như là chấm xì dầu ăn ngon lắm. Cái đậu hũ này mà nhồi thịt đó cũng ngon lắm. Ông xã mình thích món đó. Giờ nhắc là nói nhắc là bắt đầu nghĩ đó, nghĩ là bữa nào ảnh về là làm cho ảnh ăn, ảnh thích lắm. Cái lần ảnh đi làm về mà mình đang làm món này kìa, ảnh bước vô nhà mà ảnh kêu trời ơi là thơm, ngon quá, thơm quá, giờ đó bụng mưa nào. Mình nấu ăn á, đúng là mấy bà nội trợ ha. Nấu ăn mà cho chồng cho con, mà chồng con bước vô nhà mà khen ngon, khen đồ là khoái lắm. Là chịu cực lắm. Nói gì nói, mình nấu ra mà có người ăn á thì mình mới hăng hái mình nấu. Mình nấu ra mà ăn cà lơ phất phơ là chán dữ lắm. Mỗi lần có anh xã mình về á, ảnh thì đi làm xa, một hai tuần mới về nhà một lần. Thì ảnh về á, ảnh về cuối tuần như vậy á, là mình nấu cơm là ba món, hoặc là mình làm món gì ngon ngon, coi như là giống như những ngày đó là vui lắm, quay quần vui lắm. Còn mà bình thường hai má con ở nhà á, thì ăn rất là đơn giản các bạn. Nhiều khi là một dĩa cơm với một miếng đồ xào là cũng xong một bữa hai má con ăn. Hoặc là nấu một hai phần spaghetti, hoặc là nấu một phần súp, hai phần súp là hai má con hai tô rồi xong. Bây giờ mình cố gắng mình ăn đơn giản lại á, thứ nhất là mình cũng khỏe, mình vô bếp á, cái tâm trạng mình nó cũng khỏe. Cái thứ hai á, mình không bị dư đồ ăn á, là sướng lắm. Cái tủ lạnh nó không có bị đầy. Giờ mình đi chợ mình cũng không mua nhiều nữa mấy bạn. Mua mà tính khoảng 2-3 ngày, cho 2-3 ngày hết rồi đi mua nữa. Tại vì thật ra khi nào mà mình đi làm về á, mình cũng đi ngang cái chợ. Mà tại sao mình lại đi chợ, mình lại mua nhiều chi? Nhét đầy cái tủ lạnh mệt lắm. Mình nhìn cái tủ lạnh mình cũng mệt nữa. Cho nên là sau này mình cứ hay dọn cái tủ lạnh hoài à, để cho nó trống trống một chút, mình dỡ cái tủ lạnh ra á, mình nhìn thấy đồ ăn mình còn muốn ăn. Đây mình chiên miếng đậu hũ này chứ mình ăn được 2 bữa trưa đó mấy bạn.
con gái mình thì nó không thích đậu hũ này lắm, nó thích rất thích ăn cái món đậu hũ nước cốt nước đường, nhưng mà nó lại không thích ăn cái đậu hũ này, lạ ghê. Mình dụ hoài chứ, mình nói trời ơi cái món này ngon lắm con, mà tốt nữa, bổ nữa, tốt cho sức khỏe lắm á, đậu nành tốt lắm. Mà nó nói nếu vậy thì nó uống sữa đậu nành thôi, chứ nó cũng không thích ăn cái đậu hũ này. Giờ mình giã miếng ớt tỏi mình ăn, ớt tỏi mình pha xì dầu á mình ăn. Mình không biết ăn ớt nhiều nhưng mà cái món này mà thiếu á cũng không được. Mình cho ớt, mình hay mua cái ớt lớn như vậy nè, nó không có cay. Mình sợ cay, nhưng mà có một chút ớt để cho nó có cái vị vô nó cũng ngon. Thì cái này nè, ớt tỏi vậy nè, mình cũng pha tương tự giống như là pha nước mắm vậy mấy bạn, giống nước mắm chua ngọt vậy đó. Cái ớt tỏi này mình pha xì dầu mà mình pha kiểu này ngon lắm mấy bạn ơi, rất là ngon. Mình bỏ chút đường vô giả cho nó không có bị văng nước, tại vì cái ớt này á mình bỏ đông đá đó, cho nên nhiều khi á, tại vì cái xì dầu này mình pha mình có cho chút đường, mình ăn cái vị cũng người Nam đó, mình ăn cái vị nó cũng hơi ngọt ngọt đó. Mình cho chút đường vô như vậy, mình giả nó vừa không văng. Cái này là hồi xưa má mình bày đó, má mình hay giả ớt tỏi với lại đường, giả làm sao mà khi giả xong á ớt với tỏi với đường á nó quẹo lại, nó thành một cái hỗn hợp như vậy nè là vừa. Nếu mà nó còn khô á là coi như là mình bị bỏ đường nhiều quá, còn nếu mà nó ướt nó chảy lỏng bỏng á thì là thiếu đường. Má mình, trời ơi má mình làm nước mắm ớt tỏi hả, ngon dữ lắm mấy bạn ơi. Cái này là mình pha xì dầu nha. Bây giờ mình cho một chút nước vô, mình cũng cho chút xíu nước vô để mình chút xíu thôi, không có nhiều, tự mình ăn cũng đậm đà đó. Rồi mình lấy cái chày này như vậy. Rồi vắt chanh vô đó. Cái ớt tỏi bao giờ mình cũng cái này chắc nhiều người biết ha, ớt tỏi bao giờ cũng là ở trong nước với chanh, cái đột trong cái nước lạc trước rồi mới chế nước mặn vô thì cái ớt tỏi nó sẽ nổi lên. Đây là cái chén xì dầu này nè, chấm rất là ngon. Đây mấy bạn, mình đang ăn cơm trưa đây, thì mình ăn như vậy đó. Hôm nay á, là còn có cái món đậu hũ chiên, chứ bình thường không có, lâu lâu mình mới chiên bữa mình ăn. Bữa nay đi, mới sáng nay chở con đi học ra nhà ga thì mình sẵn mình ghé siêu thị mình mua ít rau luôn, cái mình thèm đậu hũ mình mua đậu hũ đây, với bữa nay thèm cái món đậu hũ nước đường nữa, cái mua đậu hũ về chiên thì bữa nay mới có thêm cái món này, chứ thường mình ăn như vậy. Rồi mình có chế thêm cái này nè, chế thêm cái này là dầu ô liu, nãy mình có chế vô thêm trong cái gạo lứt rồi để ăn nó cũng ngon nữa. Thì tại sao mình chia sẻ cái món cơm gạo lứt như vậy là tự vì là nhiều người thấy mình ăn như vậy nè rất là ngạc nhiên, vì là nói cơm gạo lứt mà cứng như vậy làm sao mà ăn, nhưng mà mình ăn riết mình có cái kiểu nấu của mình làm sao cho nó mềm cho mấy bạn xem nè. Đây mình phải bấm cho nó nét chút đó, nó nở như vậy nè thì nó sẽ rất là mềm. Mà để được độ nở như vậy á thì mình đã có chia sẻ một lần rồi, là cái gạo lứt á
mình lấy cái chén ha, mình đong như vậy nè. Cứ một chén nào cũng được hết á, cứ một chén gạo á là gần 3 chén nước. Thì gạo lứt sau khi mình vo rửa sạch sẽ xong á là mình chế, mình bỏ vô trong nồi nè, một chén gạo và gần 3 chén nước mình ngâm. Ngâm bao lâu cũng được hết trơn á. Ngâm xong á thì mình nấu á thì nó ra cái cơm gạo lứt như vậy á, là nó mềm lắm. Mình ăn xong, mình ăn á mà còn bao nhiêu mình bỏ tủ lạnh á, ngày hôm sau á nếu mà mình muốn ăn lại á, mình đem một phần ra để nó dĩa cho nè, rưới chút nước vô, trộn đều vô, bỏ chừng một muỗng canh nước, một muỗng nước vậy thôi nè, một muỗng dày nước, rưới vô, trộn lên đều, bỏ vô microwave thì 1 phút rưỡi thôi là nó mềm trở lại như vậy nè. Đó vậy thôi. Hôm nay mình ăn là còn có đậu hũ này kia cái nọ đó, chứ còn bình thường mình sẽ ăn cơm gạo lứt với rau với lại cái hộp này thôi. Còn cái sốt này nè, hồi nãy mình làm cho mấy bạn coi đó, xì dầu rất là ngon. Mấy bạn ăn thử đi, món này mình nấu, mình pha cái đậu hũ này cho nhiều người ăn lắm rồi, ai cũng khen hết á. Ăn rất là bắt miệng, ăn chay mà vẫn thấy ngon. Thì mình á, từ hồi mà mình ăn cái cơm gạo lứt này nè, mình thấy nó khỏe á mấy bạn. Nhiều người thì cứ thấy mình ốm rồi mà sao ăn cơm gạo ăn thấy kiêng khem quá đó. Mình thì không phải kiêng khem gì, mình vẫn ăn thịt, ăn cá đầy đủ, nhưng mà không ăn nhiều mấy nữa thôi. Rồi ở cái độ tuổi này á, thì mình cũng lại không có quan trọng là ốm hay mập, mà quan trọng là khỏe. Khỏe, sống mà mình có sức khỏe á, thì mình mới ăn ngon được. Trên cái kênh này á, đó, thì đây là cái gì mình biết thì mình chia sẻ tới các bạn. Và mình cũng mong muốn học hỏi từ các bạn nữa. Nếu bạn nào có cái công thức gì hay, có chuyện gì vui, kể cho mình nghe với. Mình cũng muốn được nghe từ các bạn, muốn được học hỏi từ các bạn nữa để ủng hộ mình. Vậy nghe các bạn nghe. Chúc các bạn một ngày an vui. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Rồi like và có thể chia sẻ cho những người khác cùng xem với.